Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Chào bạn, và chúng ta hôm nay sẽ cùng đến với câu hỏi của một bạn gửi tới về chủ đề là đa ối có đẻ thường được không? Và bạn có hỏi rằng là em đi siêu âm thai ở tuần 32, được kết luận là dư ối và bác sĩ có cho về uống Zinat nhưng mà lại sợ uống thuốc bởi vì là nó không tốt nên em chuyển sang uống dâu ngô. Và sau đó thì em đến bệnh viện phụ sản để khám và kết luận là bị đa ối, khu vực sâu nhất là 84mm. Và đến tuần vừa rồi thì bạn ấy lại kiểm tra sang 108 thì chỗ đó lại sâu hơn, đó là 92mm, và bác sĩ không dặn dò gì cả. Vậy thì em muốn hỏi là em muốn sinh thường nhưng mà đa ối thì có sinh thường được không? Và nhiều người thì nói rằng là đa ối rất là nguy hiểm. Và chào bạn, thì đầu tiên bạn cũng đừng quá lo lắng. Bạn biết đa ối hay là dư ối là cách nói khác nhau về vấn đề gì không? Đó chính là tình trạng mà bị thừa nước ối. Tuy nhiên thì đa ối có thể là do mẹ, khi mà mẹ mắc một số bệnh như là tiểu đường trước hoặc sau khi mang thai. Nguyên nhân là vì phía thai, như là bất thường tại thực quản và ống tiêu hóa, hoặc là nguyên nhân do bé nhau. Với trường hợp của em thì là thai 36 tuần, siêu âm thai nhi vẫn tốt, các chỉ số xét nghiệm cơ bản bình thường nên sẽ xem xét theo dõi cho bạn có thể đẻ thường. Tuy nhiên ở những tuần cuối của thai kỳ cũng như là quá trình chuyển dạ thì cần được theo dõi sát sao hơn. Và khi đi sinh thì bạn nhớ rằng là mang theo kết quả siêu âm của bạn hoặc là nói về một số vấn đề thì bác sĩ theo dõi và kiểm tra cho mẹ tốt hơn. Đa ối thì nó sẽ có thể gây ra một số biến chứng như là xa dây rốn, nhau bong non hay là nguy cơ chảy máu sau sinh cao do tử cung bị căng giãn quá mức, gây khó cầm máu. Còn sau khi sinh thì bé vẫn tiếp tục được theo dõi xem khả năng ăn uống như thế nào và những vấn đề khác, cho nên là đa ối cũng sẽ không ảnh hưởng. Sinh mổ hay sinh thường thì tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mẹ và bé cũng như là xuyên suốt quá trình chuyển dạ như các mẹ khác, cho nên là bạn không cần lo lắng về điều này và chỉ cần là chú ý đi khám thai và tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ trong những tuần cuối mang thai mà thôi nhé. Cuối cùng thì cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào.